Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của Ra. Hôm nay mình đang lắp một tủ chạy hai chế độ, một là chế độ cảm biến điện, hai là chế độ cảm biến tần, chạy cho 5 quạt. Đây, quy lý này là có hai quạt chạy theo chế độ cảm biến nhiệt, tức là khi nhiệt độ tăng đến mức độ đó thì lập tức nó sẽ bật. Đây là có một cái máy bơm và một cái quạt phụ. Cái quạt này thì nhiệm vụ là đóng khi nào cần thiết đấy, còn khi nhiệt độ tăng thì lập tức là sẽ tăng tốc độ động cơ, và khi nhiệt độ giảm thì giảm tốc độ động cơ. Các bạn nhìn nhé, đây nhiệt độ là đang là 17,6 độ C. Đó, đây là cảm biến này, cái nắm tay của cảm biến các bạn xem. Đó, tốc độ quạt tăng lên, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ nhiệt độ bây giờ đang tăng lên này, 22. Khi mình bỏ ra thì lập tức nhiệt độ sẽ giảm, giảm thì đồng nghĩa là quạt sẽ giảm theo. Các bạn thấy chưa? Còn mình đã phòng trước, đây có một cái chế độ là chế độ bằng tay, các bạn để ý này. Đây, mình chỉ cần đảo công tắc này đang là sẽ chạy chế độ bằng tay, trừ trường hợp là biến tần sẽ chết thì mình sẽ có một chế độ bằng tay. Qua lại thế các bạn nhé. Đều có hai chế độ tự động và bằng tay hết. Đó, mình thích con nào tự động, con nào bằng tay đều được. Đây nhiệt, mình kiểm tra điện áp đây khá ổn định các bạn này. Đó, ba pha khá tương đồng nhau, chắc là tầm này nó chưa tụt được gần trần tối rồi. Đây tín hiệu của mình đây. Cảm ơn anh em, cảm ơn bà con đã ủng hộ sản phẩm của Đào Gia trong thời gian qua. Đào Gia sẽ nỗ lực và phấn đấu hoàn thiện từng sản phẩm một do Đào Gia sản xuất cũng như Đào Gia phân phối. Cảm ơn anh em, cảm ơn bà con. Nếu thấy hay hãy like, subscribe và chia sẻ với mọi người. Cảm ơn anh em.